Văn Sơn, Du Ký. Quý vị thích đi du lịch cùng với Văn Sơn, chúng ta đi khắp tất cả những nẻo đường đất nước chúng ta, thì quý vị subscribe, bấm đăng ký, và kế bên cái nút đăng ký có cái chuông, bấm vô cái chuông để mỗi lần mà mỗi có mỗi tập mới phát hành thì quý vị sẽ là cái người mà nhận được thông báo đó và quý vị sẽ được xem sớm nhất. Ok, subscribe right now. Tôi Văn Sơn năm nay 35, tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu con sông, yêu cô em xinh xinh, yêu quê hương, yêu lắm bao người, yêu thiên nhiên nên đi đến khắp chốn. Hôm nay Kiên Giang, mai tới Quảng Ngãi, ghé Huế, đến Bắc Ninh, rồi Phú Yên. Mình gì này, cà hay em cà chua, cà chua dạ. Này vườn vườn nhà hay là lấy bán cho người ta, lấy về bán hả dạ. Mình đi qua vườn mình lấy hả dạ. Này là bên cồn hả, bên cồn ta trồng hả dạ. Cái xe mà chở được nhiều dữ vậy nè, được bao nhiêu ký? 280 ký hả? Quá hủ qua nè, mướp nè dạ. Cái này mình cũng qua bên cồn mình lấy về mình bán nè dạ. Qua cồn lấy gì đó, bỏ chở mối chồng à. Mình lấy về mình bỏ lời là được bao nhiêu phân? Lời bọc 10 ngàn ký được 10 ngàn hả? Một bọc thì là 10 ký. Một bọc? Một ký là được có ngàn à? Ký là được ngàn một thôi à? Dạ, dạ. Trời ơi, bọc gì lời là 10 ngàn dạ. Xe là được 100 ngàn hả? Dạ. Ngày đi bao nhiêu chuyến? Ngàn 2 chuyến, lấy công làm lời. Lấy công làm lời dạ. Thương quá. Có vợ con gì chưa? Dạ chưa. Ủa, chưa làm chứ dữ vậy? Đó. chưa thì nó đi chơi cho vui chứ đi làm gì chi vậy? Làm cho nó vui. Đi làm vui hơn hả? Về miền Tây á, mà muốn có cảm giác mà đi phà đó là phải đi vô những cái, đi qua cồn những cái nhỏ nhỏ vậy nè mới còn cảm giác đi phà. Chứ phà lớn bây giờ hết rồi, ít lắm luôn. Rồi ngon lành nha. Ok, may mắn. Rồi. Phà là có những cái gì đó nó quen thuộc đối với người miền Tây mình từ hồi trăm năm trước ha. Hồi xưa là đi qua những cái sông lớn á, là không qua cầu đâu mà qua phà. Thành ra nhưng mà bây giờ đó là đường miền Tây những cái phà lớn như là phà Mỹ Thuận, phà Cần Thơ, Bắc Vàm Cống, tất cả mọi thứ đó là cất cầu hết rồi. Bây giờ muốn đi phà là phải vô cái nhỏ nhỏ vậy nè, để đi qua cồn mình đi vào thăm cái làng nghề khăn choàng, chuyên môn về khăn choàng của Việt Nam mình trên trăm năm rồi. Dưới quê sướng lắm, ở dưới quê nhiều khi khỏi không cần đi ra chợ luôn ha. Có nguyên cái chợ lưu động nè đó, quý vị biết chợ lưu động nó ra làm sao không? Đây là chợ lưu động ha. Người dân người ta không cần phải đi ra ngoài chợ hay gì đâu, nó lên cái xe gì đẩy đi vòng vòng bán là đầy đủ luôn. Bây giờ thì Vân Sơn đang ở trong một cái nơi được gọi là làng nghề dệt khăn choàng Long Khánh A. Và ngồi kế bên Vân Sơn là chị Tám Nạc, là chủ nhân của một cái cơ sở chuyên môn dệt những cái khăn choàng ha. Cái khăn choàng này á, là một cái gì đó nó tượng trưng cho những con người thật thà chất phác của đồng bằng Nam Bộ của mình ha. Mà mỗi một người, không phải đàn bà không đâu, đàn ông cũng có một cái. Đó. Đàn ông có một cái, đàn bà có một cái. Cái khăn này là cái vật bất ly thân của người
dân đồng bằng Nam Bộ mình từ hồi xa xưa cho tới bây giờ, hồi cả trăm năm trước nha. Thành ra con xin biết là cái làng nghề của mình là làm những cái khăn này là hơn trăm năm rồi chị hả? À, theo chị tìm hiểu thì 137 năm rồi, từ đời ông cố chị tới ông nội rồi tới tía chị, giờ bây giờ tới đời chị, rồi chắc có thể là chị tới đời con chị nữa, tới đời con chị truyền thống theo luôn. Đúng rồi, mình phải giữ cái gì ha, cái gì hay, cái gì tốt đẹp và cái gì truyền thống của mình là mình phải giữ, đúng không? Chị nếu mà nói vậy thì chị có thể cho em biết là cái khăn tròn của mình á, nó có một cái lịch sử, có một cái xuất xứ từ đâu không? Xuất xứ là nói chung á, hồi đó ông bà cũng học hỏi từ một cái nơi nghe nói là ở bên làng rồi Tân Châu của bển. Tân Châu. Châu Phong, Tân Châu đó. Miệt Châu Đốc đó. Dạ. Nhưng mà ở bên đó thì họ chỉ lệch dệt là lãnh Mỹ A. À. Cái lãnh Mỹ A đó chị nói em biết. Nhưng mà bây giờ các bạn trẻ bây giờ không biết lãnh Mỹ A là cái không gì đâu. Lãnh Mỹ A. Rồi á, cái nguồn gốc từ cái xứ bên đó, cái sống bên đó, rồi cái làng nghề bên đây nè, muốn qua bên đó để tìm hiểu đời ông cố, ông nội của chị là còn ở đây là dệt lãnh Mỹ A luôn. Đúng rồi. Dạ. Trồng cây mặt nưa tự nhuộm tự làm luôn. Cái lãnh Mỹ A đó các bạn biết không, cái lãnh Mỹ A đó nói thì phải nói chút xíu đi cho bạn hiểu. Cái lãnh Mỹ A nó gần giống như là cái sa ten ha. Nó hơi bóng bóng gì đó. Nhưng cái lãnh Mỹ A đó thì nó sang cả mà nó đẹp vô cùng. Hồi xưa mặc quần lãnh Mỹ A là nhà giàu mới mặc lãnh Mỹ A chứ không phải là bình thường. Cho em hỏi là cái khăn này á, cái nguồn gốc của nó là của Việt Nam mình hay là của người Campuchia hay là của người Thái Lan? Không, của người Việt Nam. Rồi từ Việt từ Nam. Đó cái nguồn gốc đó, cho nên ở đây hồi đó là nuôi tầm ươm tơ em. Dạ. Tía chị có nuôi tầm, giờ kéo ra rồi mới suy nghĩ ra để làm cái khăn tròn này. Đó, tự suy nghĩ ra để làm chứ không phải là từ nguồn gốc ở đâu để mình đem về. Chứ em thấy hiện nay sau này đó thì em thấy người Campuchia đó cũng thỉnh thoảng có một số người họ xài khăn giống vậy. Đúng rồi. Dạ. Thì như vậy là mình được quyền hãnh diện nói là cái khăn tròn này là gốc gác nó là của người Việt Nam. Nhưng mà cái chất liệu mà từ hồi xưa của mình nè và cái chất liệu bây giờ của mình á cũng khác nhau gì không chị? À không, cái chất liệu của hồi xưa của mình vẫn giữ mãi. Còn bây giờ á, cải tiến tăng tiến là cái này, cái chất liệu, cái nguyên liệu này nó xuất sắc hơn nữa. Cái nguyên liệu này xuất sắc, nó mềm hơn, nó mịn màng hơn, nó mềm nó hơn. Em tròn lên cổ thì nó vừa rút mồ hôi mà vừa lại mát, nó không có hầm nực. Đó. Còn cái nguyên liệu của mình hồi xưa thì nói đúng ra là nó cũng xuất sắc nhưng mà nó không có lại bây giờ. Không lại bây giờ. Nhưng mà cái khăn này nè, hồi xưa đó nha, hồi xưa đó là giống như Bình Sơn nói đó là vừa tròn cổ nè ha. Mấy ông là vừa tròn cổ nè, đi ruộng là mấy ông đàn ông là cột lên vậy nè ha. Đó, không biết nó cột lên vậy nè, nó cột như vậy. Còn vậy nè, một là để cho đừng có nóng đầu, thứ hai là mồ hôi nó xuống là nó thấm vô khăn, nó không chảy xuống mặt ha. Còn đàn bà phụ nữ á, thì khăn đội đầu, phụ nữ thì giống vậy. Còn chưa hết, khăn này để dành để tắm ha, để lau mình lau mẩy đó. Rồi nhiều khi á tắm xong rồi quàng vô đó. Hai quần thay áo luôn đó, ngoại chị ngầu cột chân hầu như này. Đúng rồi. Dạ, cái đầu đúng mái rồi. Chầu ăn chị nhớ cái diễn giảng nó nhớ mãi luôn. Đúng nhớ rồi. Mãi bà ngoại chị á. Còn mà mấy cái bà bán ngoài chợ là đổi cái đầu giống như em vậy đó. Đúng rồi. Rồi hồi đội gì nè, hồi đó chị đi chợ cái chị thấy ủa sao mà như không mà người ta đổi gì ta đúng rồi, đừng cái gì đó. Đúng rồi vậy thôi đó. Đi chợ cái sách vở sách đệm không không một cái thúng gì cái đậu lên đây nè. Dạ. Ủa ngộ ha đó. Dạ. Họ thích à, nhưng mà nhìn cái dáng vẻ rất là thích. Dạ. Đó. Ra Nam Bộ liền à, ra đồng bằng Nam Bộ liền. Dạ. Trước năm 1996, 1997, 1998 lúc đó là cái làng nghề của mình rất là khó khăn, nó rất giả lắm. Chị nói em nghe là mà làm hàng ra bán không được luôn á. Bán không được luôn á. Bán được luôn. Chứ lúc đó nó nói chung ra là chị mua ba gạo mà chị không có tiền để mua gạo, bưng chục khăn đi bán mà người ta không có mua nữa. Lúc đó mình rẻ luôn.
mình đem khăn mình đổi gạo mà còn không được hả chị? Không được nữa, đem chục khăn đi bán, mà thí dụ như là cái đồng vốn của mình 60,000 đi mà chị đem chị bán 50,000 người ta cũng vẫn không có mua cho chị nữa. Nhưng mà một vài năm sau á, chỗ khoảng 3-4 năm sau tự nhiên nó bán được. Bán được là cái này thôi chứ chưa cái lúc đó thì chị chưa có biết để làm cái này á. Những cái truyền thống mình bán lại được thôi đúng không? Đúng, bán được mà bán vào á, một năm là chị bán được có 2 cái mùa lúa thôi. Với lại cái lễ với bà. Lễ với bà đưa qua bên Châu Đốc á. Châu Đốc, dạ. Đó, ta thấy mình tròn cái khăn gì nè, cái ta thấy sao cái duyên dáng, tròn cái khăn là mặc áo bà ba này kia nọ, thấy duyên dáng cho nên lúc đó thì cái người ở Sài Gòn người ta thấy sao không biết, đẹp mắt người ta mua. Nhất là cái được cái lúc mà chị lên Sài Gòn được đó, người ta dòm ngó tới làng nghề, người ta yêu chuộng cái sản phẩm này. Lúc đó là nói chung nha, chị rất là mừng luôn. Rất là mừng, lúc đó mới gầy dựng làm lại. Rồi bắt đầu là nó tiến triển lên, chị thấy tương lai là mình sẽ có. Đó là cũng còn những khăn giống vậy, truyền thống thôi chứ chưa phải là vậy đúng không? Chưa. Rồi chị làm á, cái chị gửi cho mỗi một khách hàng ở chảnh á, mỗi cái ngân hàng chừng 5 cái gì nè. Chảnh cái xong người ta thấy duyên dáng ta tròn lên đẹp. Từ đó cho nên đó là 5 năm nay là cái làng nghề mình nổi tiếng lên là làm cái này thêm. Hàng cao cấp luôn. Dạ. Nhưng em biết cái này, cái này đâu mình nó đâu có khó đâu đúng không? Đúng rồi. Giờ này không khó đâu. Thì những cái hãng dệt khác hoặc là những cái tỉnh khác, những cái chỗ khác họ có làm những cái này ra để họ cạnh tranh với mình em. Không? Có chứ. Vậy hả? Ở Sài Gòn á, người ta cũng mở ra 2 cái xưởng dệt y chang như của chị, nhưng mà hàng dệt vẫn đẹp nha. Nhưng mà khách hàng á là người ta biết. Ta nhận ra là cái hàng nó không đúng cái hàng của Lâm Khánh. Đó, cho nên là vậy là toàn bộ làng nghề mình làm ra giống gì hết. Toàn bộ giống gì hết. Cũng giống gì hết luôn. Giống gì hết, dạ, hay quá. Ok. Những cái máy dệt hồi cách đây 100 năm trước mình còn không chị? Đó, chị còn giữ lại đó. Giữ lại mà cái khung đó để đặng mà khách đến từ để lúc để trước xem là, đúng không? Xem hồi trước là mình làm cái gì. Thôi bây giờ như vậy, chị đưa em xuống đi xem những cái máy dệt hồi xưa rồi chị giới thiệu sơ những cái dệt mới bây giờ được không? Ha. Cái máy dệt hồi xưa hả chị? Máy dệt hồi xưa. Đây là cách đây 100 năm cái máy dệt mình giống y vậy đây. Đó. Hồi nó đơn xưa. Giản vậy thôi đó. Đơn giản vậy đó. Anh là ông xã của chị Tám Nạc. Anh là gì đây? Tám Nạc. Hả? Tám Nạc hả? Anh là Tám Nạc đó. Chị là lấy theo tên anh đó hả? Lấy cái danh ở đây. Tám Nạc đó, có nghĩa là anh cho Sơn hỏi là cái máy này anh mình anh có thể anh hoạt động cho nó chạy được không? Có mình tôi à? Có mình anh thôi đó hả? Không. Mình cứ ngồi vô đó. Ok. Mình đã bằng chân hả? Được. Lỡ chưa? Hai chân hai tay. Có nghĩa là không thôi là nó chạy được lại là mình giật bằng tay. Đạp cái giật cái. Trời con tay này phải dựng đi chứ, trời ơi. Như vậy thì hai cái con thoi này nè là để nó chứa chỉ để mỗi lần mình đổi chỉ đó đúng không anh? Mình đổi chỉ đó. Giống như mình dệt hết cái màu xanh vô đây. Bắt đầu mình đổi màu đỏ lên, cái mình gắn cái con màu đỏ vô để ra mình đỏ đây chạy qua chạy lại. Mà mình giật cái dâu nó phải dở lên. Cái tòi này phải giật qua là phải nương hơi lên. Giật là phải nương qua để cho cái này nó chạy đúng không? Cho cái này nó chạy qua đây nè. Còn nếu mình không ấy là nó không chung vô được. Đó. Rồi cái này mình kéo lại cái để chạy cho sắp cái chỉ qua. Giờ lại bên đây. Giật cái này xuống. Đó, thấy chưa? Không quen rồi. Đạp này xuống. Đẩy này ra. Giật qua nương lại. Không nương cái này ốc chà không? Đạp giòn đi qua, đưa lên. Giật qua, đưa lại đó. Được rồi đó. Giật xuống. Đạp này lên, đưa lên. Giật qua, đưa lại đó, thấy chưa? Giật xuống, đạp này lên, đưa lên. Giật qua đưa lại, đạp xuống, giật mày lên, đưa ra.
Dịch qua đưa lại, đó, được rồi đó, dịch xuống nè. Đặt lên, dở ra. Nhất là bên nào là ở bên đó, cái thôi bên nào là ở cái giò bên đó. Chị mướn anh đi, em làm chục tiếng được chị cái rưỡi. Quên. Nó không phải dễ. Nè, cái này kêu một con thoi phải không? Con thoi nó chạy qua trở lại nè. Chạy nó hồi xưa mầm nó mày chạy như con thoi vậy đó. Đó, đó mà mình nói chạy như con thoi là nó nè, cứ chạy qua trở lại, chạy qua trở lại. Nó không làm gì chứ, chạy qua trở lại không làm. Nó chạy con thoi. cái nghề nào cũng có cái khó của nó không? Như Văn Sơn ngồi ở đây để mà dệt được một phân thôi là nó đã khó vô cùng rồi. Đạp nó chạy qua trở lại, cái con thoi này nó xúc ra biết bao nhiêu lần. Con thoi này mà nó biết nói là nó chửi tôi nãy giờ bao nhiêu lần. Con này trả làm chủ. Trả. Tôi ngồi đây tôi bán rồi hư cái máy không. Rồi bây giờ cái máy mới bây giờ nó làm sao anh? Máy mới hiện đại bây giờ nó làm sao? Máy mới thì em qua bên đây. Con rành hết chưa? Dạ, máy rồi, con rành hết. Cái máy con rành hết rồi phải không? Máy này nhà mình mua được nhiêu năm rồi? Dạ, máy này là được 15 năm. Được 15 năm. Nhưng mà cái công nghệ này công nghệ cũng chưa chứ đâu phải là mới đây phải không con? Dạ. Cái công nghệ này là lúc trước là ở trên Sài Gòn đó chú. À, Sài Gòn. Sau này mới đem về quê mình. À. Con làm cái nghề dệt này có nguy hiểm gì không? Có gì nguy hiểm không? Nhiều khi cái con thoi này nó có bắn vô mặt mình không, bắn vô tay mình không? Nó chỉ văng vô ngoài thôi chứ mình đứng đây là không có trúng mình. Không cần phải mang đồ bảo hộ lao động gì hả? Dạ. Đây là Tuấn nè. Tuấn là con của anh chị Tám Nạc. Và Tuấn là cái thế hệ thứ 5 trong gia đình sẽ tiếp nối cái nghề truyền thống của ông bà để lại. Khăn tròn của đồng bằng Nam Bộ mình. Cảm ơn con Tuấn nha. Giỏi, good. Lâu lắm rồi Vân Sơn mới về lại Hồng Ngự. Có thể là nói là trên 30 năm rồi. Lúc mà Vân Sơn còn Việt Nam, Vân Sơn đi hát đó, mỗi lần mà về đến Tân Châu, Hồng Ngự là mừng lắm. Tại sao vậy? Về đây, trời ơi, cá mắm là ngon nhất luôn. Và hôm nay Vân Sơn về lại Hồng Ngự mới biết được hiện nay thị xã Hồng Ngự của mình là thủ phủ của con cá tra xuất khẩu mới ghê. Thôi nè, biểu tượng luôn. Nghe không? À, ngư vật dùng Hồng Ngự là con cá tra. Hay quá. Chúc mừng Hồng Ngự. Bây giờ mới đúng chỗ nè.
Hồi nãy giờ là đi ba cái bè hỏi là thủ phủ con cá tra, mấy ông kia nói tôi không biết con cá tra đâu cái gì hết, tôi nuôi con cá ba sa. Chạy tới đây nè. À, đứng kế bên Vân Sơn là anh Hảo. Anh Hảo là người nuôi con cá tra ở thị xã Hồng Ngự của mình, mà không phải là đời anh Hảo nha. Anh này chắc đời ba, đời ông của nội rồi, đời trên là bắt đầu là đã nuôi rồi phải không? Rồi bắt đầu tới anh Hảo nè, vẫn giữ cái nghề truyền thống là nuôi con cá tra. Bây giờ Vân Sơn muốn hỏi là lý do tại sao ta nói là thị xã Hồng Ngự là thủ phủ của con cá tra. Sẽ hỏi Hảo lý do tại sao vậy? Để em nói cho anh Sơn nghe là cái nuôi nghề cá tra này nuôi là em biết là lâu rồi. Tới đây em là cũng mấy đời. Đời nội, đời ba vậy đó. Theo em nghĩ là với hai nữa là ở Hồng Ngự hiện tại là họ nuôi cá tra để đi xuất khẩu nước ngoài á. Nuôi lớn đó thì chắc với hai nữa là cái nghề mình nó đã lâu rồi. Rồi ở đây một số ngành nghề kia người ta sẽ tôn vinh nó lên là cái thủ phủ cá tra vậy. À có nghĩa là ở đây là từ hồi xưa cả năm mấy chục năm trước là đã là bắt đầu nuôi giống, nuôi giống rồi nuôi thịt, nuôi giống nuôi thịt cả mọi thứ rồi từ thời cá mà còn thiên nhiên tới giờ đó anh. Còn thiên nhiên luôn đó. Thiên nhiên là sao mà bây giờ là sao? Hồi xưa thiên nhiên là cá sao? Thiên nhiên là cá từ ở sông Mekong á. Sông Mekong là đẻ trứng và bên kia là đẻ trứng, đẻ trứng rồi cho về đây mình đặt đáy. Đấy lên nuôi mà kiểu mà nuôi mấy con cá nhỏ vậy các con nhỏ nhỏ như cỡ đầu nhang đốt vậy đó. Về nuôi. Thì sau này giờ cá đó nó không còn, họ dùng cái thực á, họ ép ra là cái này là cá này cá ép. Dạ, cá này giống rồi phải không? Hiện tại ở đây là kêu bằng cái hầm hả? Này, ở đây, ở, hầm hay cái ao? Ở đây là người dân ở đây thì kêu hầm, còn hầm. Ở vị trí ở mấy cái địa phương khác thì kêu ao có. Ở đây là cái hầm ao của mình. Bây giờ là cái hầm ao mình ở đây nè, là có bao nhiêu ngàn cái con cá giống dưới này đó thầy? Cái ao này chắc theo em dự đoán thức ăn kia tới thời điểm này là ao này giờ là được khoảng tính ra số muôn là 60 muôn, là khoảng 600 ngàn con. 60 muôn, đúng rồi, 600 ngàn con. Dạ. 600 ngàn con cá tra giống đang nằm ở dưới đây ha. Và cá trong bữa nay mình bự bị lớn cái này là khoảng độ 2 phân nè anh. Lớn đúng rồi, 2 phân là khoảng 2 ngón tay. Khoảng đây ha. Dạ. À tính phân là tính ngang. Dạ, chứ mà tính dài. Tính ngang. Chứ nếu mà tính dài 2 phân có chút xíu. Cái này là tính phân, tính ngang. Mỗi một ngày đó anh cho ăn bao nhiêu cái bao thức ăn như thế này? Ngày này nếu mà ăn đủ sức á là hôm nay là phải ăn một tấn là 40 bao thức ăn này. Một ngày ăn một tấn thức ăn. Dạ. Giá là bao nhiêu tiền một tấn? Tấn này là tương đương với gần 17 triệu, 16 triệu 800 ngàn. Trời. Mỗi ngày cho ăn gần ngàn đô trời. 1000 đô tiền thức ăn, 17 18 triệu tiền thức ăn cho một ngày. Dạ. Vậy rồi mình nuôi ở đây rồi người ta nếu mà người ta muốn bắt về người ta nuôi, người ta bắt giống này người ta nuôi đó thì người ta đợi nó lớn hơn nữa hay là người ta đợi cỡ này người ta bắt được rồi? Nói chung là cá này thì thị trường họ chuộng hơn, thích hơn. Nhỏ gì thích hơn? Thích hơn và 30 con ký này thích hơn. 30 con ký. Rồi bây giờ sáng giờ cho ăn được bao nhiêu triệu rồi, bao nhiêu ngàn đô rồi? Sáng giờ thì cho em, tại lúc này nó cá nó hơi giá nó hơi rẻ đó. Thì sáng giờ thì em mới cho ăn có khoảng chục bao từ ngày nay có ăn. Chứ là ăn ít lại chút, đang đợi cái thị trường cho nó cao lên. Ý của Hảo nói là lúc này giá cá nó xuống quá, cho nhịn đói. Nhịn đói đúng rồi. Đúng không? Dạ. Cho ăn nhiều quá nhiều khi lỗ đúng không? Dạ. Đó là lâu lâu, ba bữa cho ăn ngày. Dạ. Rồi đổ nè. Quá, một bao luôn. Ú cha, nó lên kìa. Wow, giờ đây từ đây dài đúng như luôn kìa. Wow. Dạ. Bữa này nó bữa nắng nó phải chiều là nó ăn khoảng gần này nửa cái ao. Trời ơi. Kinh khủng lắm bên này nè. Thấy không? Đó nè. Một con như một cá vậy thôi. Cá này bữa nay là bao nhiêu tiền một ký? Cá này thị trường bữa nay nó bắt khoảng 22.000 ký. 22.000 ký thôi. Dạ, 30 con 22.000. Trời ơi trời. Tính ra chưa một con chưa tới 1.000 nữa. Dạ có 700 mấy. 700 mấy con à? Dạ. Nhưng mà nếu như vậy đó thì cái giá cao nhất của nó là được khoảng chừng bao nhiêu tiền ký? Nếu mà cái thị trường năm ngoái thời điểm này á là nó lên khoảng 40 mấy 50 á. 40 mấy 50 ngàn, ngàn ký. Một ký. Dạ, năm nay vậy là còn có nửa còn giá. Còn nửa giá hả? À? Dạ. Vậy đó. Bây giờ nhà nuôi năm nay không có lời.
Tại vì mấy em mới bỏ cho ăn lơi lơi á, chứ ghét ngoái là nó quái là cho ăn múc múc chỉ. có nghĩa là khi mà con cá nó lên á, mình cưng nó, mình cưng cho ăn ngoài. Còn lúc này thì bỏ đói nó hơi ốm. Không, mình nói vậy chứ thiệt ra chứ mình cũng phải nuôi mà, mình phải tiên liệu đúng không? Dạ, phải dạ. Gia giảm xíu để mình còn kiếm được lời, mình giữ được vốn kiếm được dạ, lời dạ. Chứ mà xả láng hết thì sao được đúng không? Nhưng mà cũng phải tùy theo thị trường đó anh. Đúng rồi, dạ, con dạ. Con cá thì phải vậy, con cá là phải gia giảm nó lên thì mình cho ăn nhiều một chút, nó xuống thì mình cho ăn ít chút. Dạ. Đó, chỉ là con cá này thôi, nhưng mà con vợ là nó muốn ăn cỡ nhiêu cho ăn hết. Bỏ đói cỡ gà. Ok, mình bỏ đói nó bỏ mình luôn rồi. Ok. Rồi cảm ơn anh. Bây giờ chắc có lẽ mình qua bên chỗ cá thịt lớn ha. Cá thịt ha. Cá thịt ha. Dạ. À, hiện tại thì Vân Sơn đang ở trong cái hầm nuôi cá tra. Một núi thức ăn luôn. Đây là thức ăn để nuôi cá tra nha ha. Và ở đây đó, không những mình chỉ có một hầm thôi mà mình có 3-4 hầm. Bây giờ mình sẽ cùng với anh Dũng. Anh Dũng là cái người chủ của những cái hầm cá tra ở đây. Mình nghe nói hầm cá tra, mình tưởng là nuôi trong hầm hay là gì, nhưng mà không phải. Tại vì dân địa phương ở đây người ta gọi là hầm thôi, mà thiệt sự đây là những cái ao ruộng đào rất là lớn như nè, đó nuôi ở dưới này là mấy chục ngàn con cá luôn, mấy chục ngàn con, kinh hồn lắm. Bây giờ mình đang ở trên cái bè mà để đồ ăn cho cá ăn nè, mà tưởng giống như trên cái phà vậy. Bự như cái phà vậy đó. Mỗi một ngày đó mình bỏ bao nhiêu bao thức ăn ở đây để cho cá ăn? 240 bao, khoảng 10 tấn. 240 bao như vậy nè. 240 bao. Trời ơi, mỗi một ngày là bỏ 240 bao như vậy nè, bao thức ăn như nè cho cá ăn, khoảng chừng chục tấn hả? Chục tấn, khoảng trăm triệu. Ngày đổ vô 100 triệu cái ao này. Một cái ao này thôi đó, một ngày đổ vô 100 triệu. 100 triệu một ngày. Mà mình nuôi nó đó, từ lúc mà mình nuôi nó bắt giống như mình nuôi nó, đến con khi mình thu hoạch đó, thời gian khoảng bao nhiêu lâu? Khoảng 8 tháng. 8 tháng. 8 tháng thì bây giờ Dũng có tính là 8 tháng đó mình đổ xuống đây bao nhiêu trăm triệu không? Mấy tỷ à. Mấy tỷ? Ao này nếu ví dụ 500 tấn á, là có khoảng 7-8 tỷ vậy đó. 7-8 tỷ? 3-400 ngàn đô la nha quý vị. Từ hồi khoảng mười giống xuống. Là tới ta cho ăn mình bán luôn là thu hoạch là khoảng mười mấy tỷ. Dũng, em thấy cá ăn gì em mừng không hay là buồn? Vui lắm chứ. Vui. Nhưng mà được kết quả được tốt gì là mình mừng vui lắm. Có nghĩa là cá nó khỏe mạnh, nhiều mình mừng mình vui đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà còn cái nỗi lo nữa là đến giá khi cả. Thu hoạch giá cả không có đúng không? Giá cả không có. Giá cả lúc đó mà nhà lái nó bắt đầu nó ép giá mình cái này kia nọ rồi bực ha. Bực dạ. Lỗ mà, thua lỗ lắm, là mình thua lỗ đúng không? Mà mới chuyển qua nuôi cá thịt đây khoảng 2 năm nay. Hồi xưa là nuôi giống. Nuôi giống không? Dạ. Nuôi giống. Nuôi thịt chứ nuôi giống thì cái nó có khác biệt nhau không? Khác biệt, cái nuôi con thịt mình nó khỏe hơn giống nhiều. Giống bị chăm lo cấp nhỏ nó bệnh hoạn nhiều hơn con cá lớn. Giống như con nít vậy phải không? Dạ, dạ. Con nít mình phải chăm lo nó nhiều hơn. Dạ. Còn nếu mà con mà nó lớn rồi đó thì ok, dạ. Nó thả nó tự động nó ăn được, chỉ cho ăn thôi là nó sống đúng không? Dạ. Cái khó khăn nhất khi mình gặp phải trong nghề này. Trong nghề là cá nó bị bệnh đó anh. Một là cá bệnh, hai là cái giá cả thị trường nó không có nữa. Như vậy thôi. Có vậy thôi. Dạ. Mà bao nhiêu tháng thì mình ra được ao vậy? 8 tháng mình ra được ao. 8 tháng ra được ao vậy? Là cá nó không bệnh hoạn là 8 tháng. Hồ vậy mình ra được khoảng chừng bao nhiêu tấn cá? Một ao này là khoảng 7-800 tấn nè. 7-800 tấn. 7-800 tấn cá đó. Dạ. Thì anh tính ví dụ như 20 ngàn chẳng thôi thì nó 700 tấn cá thì nó 14 tỷ. 14 tỷ. Dạ. Wow. Mỗi một năm á là ra được một ao vậy đi 700 tấn, giá thị trường với 20 ngàn, 700 tấn là ra được 14 tỷ. Mà 5 ao, dạ. 5 ao như vậy đó, dạ. Là ra được là 70 tỷ. Dạ, 70 tỷ đúng rồi. 70 tỷ mà vốn của mình á coi như là mình lời khoảng chừng 30% thôi đúng không? 30% thì nó không tới, khoảng chừng 20% mười mấy chục trăm. Dạ.
khoảng 20% đi thì 70 tỷ năm cũng kiếm được khoảng chừng mười mấy tỷ. Dạ. 14 15 tỷ. Dạ, nếu giá ổn định đó. Nếu giá ổn định và cá mình rồi. Không có bị bệnh. Không bị bệnh không chết. Hiện tại bây giờ đang mới trữ thức ăn phải không? Dạ, nhập ăn vô là ăn Tết. Bao nhiêu này mới nhập vô nhiêu tiền đây? Ví dụ như 100 tấn thì nó khoảng tỷ mấy? Tỷ. Ừ. 100 tấn là tỷ, tỷ ngoài. Cái nghề gì mà risky đó có nghĩa là mạo hiểm đó. Dạ. Dũng có thấy mình đang mạo hiểm không? Thì mạo hiểm là cái này mạo hiểm. Đang mạo hiểm không? Dạ. Người ta nói là có gan làm giàu, đúng không? Đúng không? Đánh lớn là thắng lớn, đúng không? Nhưng mà từ 10 năm nay có trận nào mà mình bị bại không? Thì năm nay là bị bại nè. Giá giá cá năm nay là bị bại. Mai năm nay bị bại nhau mà không tươi luôn. Đây là những cái con cá tra mà nó sắp ra tới thị trường. Có nghĩa là khoảng chừng 10-15 ngày nữa thôi là thương lái tới bắt đầu lấy nó. Hiện nay thì nó khoảng chừng 650 gram khoảng đó. Cái con cá tra này nha, nếu như nấu canh chua là nó là ngon ha, nướng cũng ngon ha. Và có chỗ làm tới 40 món. Nhưng mà nếu mà về tới Tân Châu Hồng Ngự của mình á, mình làm gì biết không? Lẩu mắm cá tra là tuyệt vời. Nhưng bây giờ thôi, cho nó xuống dưới đi. Cho nó xuống dưới để một vài bữa nữa bắt đầu nó ra ngoài chợ ha. À, nè, lên đường. Ra đi, bơi ngược đường này ra nè. Đó, đây nè, ra nè. À, đến với Hồng Ngự lần này đó, thứ nhất là để thăm lại Hồng Ngự sau ba mấy năm Vân Sơn trở lại Hồng Ngự ha. Và thứ hai là để đi tìm hiểu một số những cái làng nghề của Hồng Ngự mình. Và điều đặc biệt nhất là đi thăm và tìm hiểu tại sao Hồng Ngự lại được gọi là thủ phủ của con cá tra. Thì qua những giây phút vừa rồi đó, qua những cái tâm sự của anh Hảo nè, rồi tâm sự của anh Dũng nè, đó, tất cả mọi thứ là mình đã nhìn thấy trước mắt và mình đã hiểu được tại sao Hồng Ngự được gọi là thủ phủ con cá tra. Đây, nhờ những cái người này nè, đó, nhờ những người như thế này nè, giữ cái nghề con cá tra từ hồi thời ông cha mình tới bây giờ. Thành ra Hồng Ngự hiện tại bây giờ là đang là cái nơi sản xuất cá giống và cá tra nhiều nhất nước Việt Nam, thành ra được gọi là thủ phủ con cá tra. Một điều mong muốn duy nhất của các anh ở đây là chỉ muốn làm sao, thứ nhất là đầu ra và cái giá thị trường ổn định để cho tất cả anh em ở đây mình yên tâm, mình làm nghề, mình sản xuất, mình kiếm tiền và mình càng ngày mình càng cho làm cho con cá tra Hồng Ngự mình nó vang danh thế giới, đúng không? Dạ. Ha, rồi cảm ơn Dũng nhiều lắm nha. Dạ. Rồi cảm ơn Hảo. Thank you. Đã quá. Ở đây là mình đang ở xã Tân Hội Cơ, giáp ranh với lại nước Campuchia. Và cái cửa khẩu gần đây nhất là cửa khẩu Vinh Bà. Bởi vì giáp ranh với đất nước Campuchia cho nên bò ở đây có rất là nhiều ha. Bò ở đây đó là người dân ở đây nè, người ta nhập bò từ bên Campuchia qua, bắt đầu người ta dỗ béo và làm thịt bán. Thành ra nguyên một cái xã này nè là bán thịt bò nhiều lắm, thịt bò tươi nè, rồi những món ăn về bò nè, và cộng theo đó là khô bò nhiều dữ lắm luôn. Trước mặt chúng ta là nguyên một đàn bò và sau đó là nguyên một cái đàn trâu cò kìa, thấy không? Thường thường chúng ta thấy trâu đen nói gì, đây là trâu cò luôn, nguyên một bầy luôn, đang lội mớ, đang lội nước kìa, mớ đang đi trên bờ kìa. Tôi dân Sơn năm nay 35, tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu con sông, yêu cô em xinh xinh, yêu quê hương, yêu lắm bao người, yêu thiên nhiên nên đi đến khắp chốn. Hôm nay Kiên Giang, mai tới Quảng Ngãi, ghé Huế, đến Bắc Ninh, rồi Phú Yên. Đâu có thoát được, thấy không? Hồi nãy đó, trước khi về đó, chôm con bỏ vô bụng.
giấu đem về, về tới khách sạn nhờ nhà hàng ra liền đó không. Đây là nguyên một cái lẩu mắm con cá tra ha, tất cả mọi thứ rau củ quả ở đây, thêm nữa là tôm mực nữa. Trời ơi còn gì nữa nè, coi cái lẩu mắm nè. Ô trời. Nè, trong này là gì biết không? Trong này tất cả, trời cái mùi mắm nó thơm. U cha ơi. Đó bắt đầu đầu tiên bỏ cá tra vô. Bỏ ngứa luôn. Ai da. Bỏ ngứa luôn. Có phần bụng cho nó ngon. Đó. Đó, để đây nè. Đó, đây lại. Chờ 5 phút nó chín. Ha, nó sôi bùng lên khoảng chừng 3-4 phút nữa bắt đầu vừa chín tới mình ăn. Lúc đó mà vừa chín tới bắt đầu bỏ mực, bỏ tôm vô, rau vô, bắt đầu chơi. Cho nên lúc mà Vân Sơn còn ở Việt Nam đó, mỗi lần mà đi về Tân Châu, Hồng Ngự là mừng lắm. Là tại vì cái xứ đó là cái xứ thứ nhất là cá, thứ hai là mắm. Ha, mà về là cá tươi, mắm ngon và những cái món ăn thì đặc biệt thuần túy. Và lẩu mắm, lẩu mắm là một trong những món mà về đến Tân Châu Hồng Ngự là phải thử. Hôm nay mình đang ở Hồng Ngự và không thể nào mà mình bỏ cái lẩu mắm được. Bây giờ là lẩu mắm bắt đầu nó sôi nè. Đó, nó sôi lên khoảng chừng 3 phút nữa là nó lên, nó vừa chín tới cái mình ra, mình vớt đó. Ok. Thôi nè, về dùng xong nước là đã không? Ha. Tôm nè. Mực nè, đã không? Tôm này là khoảng chừng 20 con 1 kg. Nhớ kỳ về Cà Mau không? À, kỳ về Cà Mau thì Vân Sơn được thưởng thức một con tôm mà khoảng chừng 3 con 1 kg, 4 con 1 kg. Tôm sú mà 4 con 1 kg mới ghê. À, bây giờ nó sôi nè. Nhấn nhấn lên xuống chút xíu. Mấy cái phần bụng phần mỡ nó trời ơi nó ngon lắm nha bà con ơi. Trong này mình có nấm nè ha. Nấm rơm nè, mình có cà tím nè, mình có một chút cái gì thịt ba rọi nè, nấu với sườn nữa nè, xương nè, và đặc biệt cái mùi mắm thơm nồng nặc luôn. Rau muống bào nè ha, rồi ở kế đó là bắp chuối nè, rồi tất cả những loại rau sống nè, cải xanh nè, đây là rau nhút nè. Rau nhút là ở Mỹ không có nha, không có rau nhút nha, không. Rồi đúng không? Dưới này gì đây? Úi trời, đặc sản đồng bằng sông Cửu Long, bồn bồn đó, bồn bồn ngon lành. Bắt đầu mình vô gì nữa nè, bắt đầu mình vô này là vô tôm nè, tôm mực nè, tôm mực mình vô luôn nè, tôm nè, mực nè, đó. Ngon luôn. Rồi bây giờ sôi nữa là ăn đó. Không thể chờ đợi được nữa. Thôi nè, chịu nổi không? À, cái này. Ui cha. Tôm vừa chín tới nè. Ha, mực vừa chín tới nè. Đầu tiên nha, đầu tiên đây là cái lẩu mắm mà, nên mình phải thử cái nước lèo chứ. Ngon lắm. Cái nước lèo ngon vô cùng luôn. Không biết ai mà hồi xưa nghĩ ra lấy mắm nấu nước lèo. Tôi phục người đó đó. Coi nè. Coi nè. Bây giờ nè. Con cá nè. Trời ơi là trời. Cưng không? Đây vô đây. Coi con cá nè, đó nó vừa chín tới nè. Trời ơi, cái khúc này nó ngon nhất luôn nè. Cái bụng nó mở không à. Coi nè. Không có cần nhai á, bỏ vô miệng cái thịt nó tan đây nè. Nó tan ra mình mới thấy một vài cọng xương nhỏ nhỏ lừa nó ra nè. Cái mỡ này còn giữ nữa nè.
chết tôi rồi. Ngon lắm bà con ơi. Về tới đây mà không ăn cái lẩu mắm ha, không lấy con cá tra nấu cái lẩu mắm là cái chuyện thiếu sót vô cùng. Bây giờ rau vô. Đó, nhúc vô nè. Nhúc vô một chút cải xanh vô. Đó, đây nè, bắp chuối ha, rau muống chẻ ha. Đó, để đây mình bị múc vô. Con tôm vô đây. Đó, miếng thịt bà rọi vô đây, chút xíu cà tím vô đây, nấm vô đây, rồi chơi miếng cá vô đây nữa, bồn bồn vô, cải xanh vô, trời ơi còn gì nữa. Chén nè, không dùng tràn lên đậm tình quê hương đất nước, trời ơi. Cạn lời, không còn gì để nói hết. Nhưng mà đội ngọt nó béo, mỡ nó tan ra, ngon vô cùng. Bây giờ hồi xưa mỗi lần mà Đoàn mà về miền Tây á là Phương Sơn mừng nhất. Vì miền Tây là cái gì? Được ăn tôm, ăn cá tươi rói, bắt từ dưới sông, từ dưới hồ đem lên, là mình đem về nhà mình nấu nướng mình ăn liền. Thành ra con tôm nó ngon, con cá nó tươi, cộng với tất cả những cái mắm làm đúng kiểu đàng hoàng, nấu cái lẩu ra ha, đầy đủ tất cả rau cộ vô, thêm vài con tôm, vài miếng mực vô đây. Trời ơi, cái này mà ngồi ở đây nè, cái đừng có nói một mình Vân Sơn, ngồi ở đây chừng 5 người nữa ăn không hết. Quá ngon. Nhất lon bia nữa là đã luôn. Ừ. Nhớ về Tân Châu Hồng Ngự phải đi tìm hiểu về con cá tra và phải ăn cho bằng được con cá tra, mà ăn lẩu mắm cá tra thì mới là đúng điệu Hồng Ngự. Tôi dân Sơn năm nay mới 35 mà nghe, tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu ba hoa, yêu đi chơi xa, yêu vui ca múa hát la cà, yêu bông hoa nên yêu cá bông ngu, yêu hương thơm nên yêu nhất là nước mắm thay bún mắm. Mà Sóc Trăng là phải ăn